bí mật của vũ trụ chính là năng lượng tần số và rung động chứa đựng sự khôn ngoan và chân lý sâu sắc mọi thứ trong vũ trụ bao gồm cả chúng ta đều được tạo thành từ năng lượng dao động ở các tần số khác nhau năng lượng là lực cơ bản kết nối mọi vật sống và không sống trong vũ trụ nó là bản chất của sự sống và là nền tảng của mọi sự tồn tại năng lượng không tự sinh ra và cũng không tự mất đi mà chỉ chuyển từ dàn này sang dàn khác. Tần số đề cập đến tốc độ năng lượng dao động. Mỗi đối tượng, suy nghĩ, cảm xúc và ý định đều có tần số riêng. Khi năng lượng của chúng ta phù hợp với các tần số cao hơn như là tình yêu, niềm vui và lòng biết ơn, chúng ta sẽ thu hút những trải nghiệm tích cực và phong phú vào cuộc sống của mình. Rung động là trạng thái năng lượng đang chuyển động mọi thứ trong vũ trụ đều liên tục rung động ở một tần số cụ thể bao gồm cả suy nghĩ cảm xúc và cơ thể vật lý của chúng ta khi chúng ta nâng cao sự rung động của mình thông qua suy nghĩ cảm xúc và hành động tích cực chúng ta sẽ điều chỉnh bản thân mình theo tần số cao hơn của vũ trụ và thể hiện mong muốn của mình dễ dàng hơn hiểu và khai thác sức mạnh của năng lượng tần số và rung động cho phép chúng ta khai thác tiềm năng vô hạn của vũ trụ bằng cách nâng cao sự rung động của chính mình và điều chỉnh theo tần số của sự dồi dào tình yêu và sự hòa hợp chúng ta có thể cùng tạo ra hiện thực của mình và biến ước mơ của mình thành hiện thực hãy nhớ rằng bạn là một sinh vật rất mạnh mẽ có khả năng tác động đến năng lượng xung quanh bạn bằng cách nâng cao sự rung động của mình một cách có ý thức và điều chỉnh theo tần số mong muốn của mình bạn có thể mở khóa những bí mật của vũ trụ và tạo ra một cuộc sống tràn ngập niềm vui, sự dồi dào và viên mãn. Sau đây có canh hướng dẫn cho các bạn những hành động rung động tần số cao có thể giúp bạn mở khóa những bí mật của vũ trụ và phù hợp với tiềm năng vô hạn của vũ trụ. Điều thứ nhất, thực hành lòng biết ơn, đó là một cách rất mạnh mẽ để nâng cao rung động và thu hút năng lượng tích cực vào cuộc sống của bạn. Khi bạn tập trung vào những gì bạn biết ơn, và đánh giá cao sự phong phú xung quanh mình bạn sẽ chuyển năng lượng của mình sang tần số cao hơn lòng biết ơn có sức mạnh biến đổi để mở rộng trái tim bạn nuôi dưỡng cảm giác vui vẻ và thỏa mãn đồng thời kết nối bạn với dòng chảy tình yêu và sự dồi dào trong vũ trụ bằng cách bày tỏ lòng biết ơn đối với những phước lành trải nghiệm và các mối quan hệ trong cuộc sống bạn tạo ra sự cộng hưởng tích cực vang vọng khắp cơ thể bạn và tỏa ra thế giới. Lòng biết ơn là nam châm thu hút nhiều phước lành và sự dồi dào hơn, vì nó báo hiệu cho vũ trụ rằng bạn đã sẵn sàng đón nhận và trân trọng những món quà đến với mình. Khi bạn thực hành lòng biết ơn một cách nhất quán, bạn nuôi dưỡng một tư duy phong phú và tích cực, hình thành nên nhận thức của bạn về thực tế. Bạn bắt đầu chú ý và thu hút nhiều lý do hơn để biết ơn, tạo ra một chu kỳ dồi dào và rước nhiều những niềm vui giúp nâng cao tinh thần và nâng cao rung động của bạn lòng biết ơn là một thực hành đơn giản nhưng rất sâu sắc có thể biến đổi cuộc sống của bạn theo những cách đáng chú ý nó cho phép bạn chuyển sự tập trung của mình từ thiếu sang dư thừa từ sợ hãi sang yêu thương và từ kháng cự sang chấp nhận bằng cách đón nhận lòng biết ơn như là một nghi lễ hàng ngày và một cách tồn tại bạn điều chỉnh bản thân mình theo tần số cao nhất của vũ trụ và mời gọi những điều kỳ diệu và phước lành chảy vào cuộc sống của bạn một cách dễ dàng vì vậy hãy dành một chút thời gian mỗi ngày để dừng lại suy ngẫm và bày tỏ lòng biết ơn đối với những phước lành xung quanh bạn dù là lớn hay nhỏ mỗi khoảnh khắc biết ơn đều nâng cao rung động của bạn gắn kết bạn với tình yêu vô hạn và sự phong phú của vũ trụ Hãy nắm bắt sức mạnh của lòng biết ơn và quan sát cuộc sống của bạn biến đổi theo những cách đẹp đẽ và kỳ diệu. Điều thứ hai, nuôi dưỡng tình yêu thương và lòng trắc ẩn đối với bản thân và người khác. Đó là hành động rung động tần số cao sâu sắc, thực sự có thể giúp mở khóa những bí mật của vũ trụ. Tình yêu là sự rung động cao nhất và có sức mạnh lớn nhất trong vũ trụ, có khả năng vượt qua mọi ranh giới chữa lành vết thương và đoàn kết mọi sinh vật trong một dòng năng lượng hài hòa. Khi bạn tiếp cận cuộc sống với trái tim rộng mở và tỏa ra tình yêu thương, lòng tốt, bạn hòa hợp với tần số thuần khiết và hài hòa của vũ trụ. Tình yêu là một ngôn ngữ phổ quát vượt qua sự khác biệt và kết nối tất cả chúng sinh trong một mạng lưới liên kết và thống nhất. Bằng cách thể hiện tình yêu thương và lòng trắc ẩn trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình, bạn sẽ tạo ra hiệu ứng gần sống về sự tích cực và sự chữa lành vang dội khắp vũ trụ. Thực hành lòng yêu bản thân và lòng trắc ẩn, đó là điều rất cần thiết để nâng cao sự rung động của bạn và hòa hợp với năng lượng của vũ trụ. Khi bạn đối xử tử tế, chấp nhận và tha thứ cho bản thân, bạn tôn vinh bản chất thực sự của mình và hòa hợp với tình yêu thiêng liêng đang chảy trong bạn. Lòng yêu bản thân là nền tảng của mọi tình yêu vì nó cho phép bạn nhận ra giá trị vốn có của mình và đón nhận sự độc đáo của mình bằng phước lành và lòng biết ơn. Bằng cách mở rộng tình yêu thương và lòng trắc ẩn đến với người khác, bạn góp phần vào sự rung động chung của hành tinh và nâng cao ý thức của toàn thể nhân loại. Những hành động tử tế, đồng cảm và thấu hiểu tạo ra hiệu ứng gần sống của tình yêu, vượt qua mọi ranh giới và gắn kết những trái tim trong nguồn năng lượng vô tận của vũ trụ. Khi bạn tỏa tình yêu và lòng tốt đến thế giới, bạn sẽ trở thành ngọn hải đăng thu hút nhiều tình yêu và sự tích cực hơn vào cuộc sống của bạn. Vũ trụ đáp lại tần số của tình yêu bằng sự phong phú, phước lành và những phép màu phù hợp với lợi ích cao nhất của tất cả. Bằng cách thể hiện bản chất của tình yêu, bạn trở thành người đồng sáng tạo, tạo ra một thực tế tràn ngập niềm vui, hòa bình và hòa hợp. Vì vậy, Hãy đón nhận tình yêu thương và lòng trắc ẩn như những nguyên tắc chỉ đạo trong cuộc sống của bạn và quan sát những bí mật của vũ trụ mở ra trước mắt bạn bằng cách phù hợp với rung động cao nhất của tình yêu. Bạn mở ra cho mình những khả năng vô hạn, những kết nối sâu sắc và những trải nghiệm biến đổi giúp nâng tầm tâm hồn và soi sáng con đường của bạn bằng ánh sáng thiên liêng. Điều thứ ba, lưu tâm và hiện diện trong thời điểm hiện tại là điều cần thiết để nâng cao sự rung động của bạn và kết nối với năng lượng của vũ trụ. Khi bạn trao dồi chánh niệm và nhận thức, bạn khai thác được sức mạnh của hiện tại và điều chỉnh bản thân mình theo dòng năng lượng thiên liêng tràn ngập vàng vật. Chánh niệm là một thực hành hiền diện trọn vẹn và tham gia vào thời điểm hiện tại. Không phán xét hay gắn bó với quá khứ hay tương lai. Bằng cách tập trung sự chú ý vào thời điểm hiện tại, bạn có thể điều chỉnh những rung động tinh tế của vũ trụ và hòa mình vào tần số hài hòa của vũ trụ. Các phương pháp thực hành như là thiền định, thở sâu và nhận thức có ý thức có thể giúp bạn tập trung vào bản thân mình, làm dịu đi sự huyên náo của tâm trí và nâng cao năng lượng của bạn lên mức ý thức cao hơn. Thông qua chánh niệm, bạn có thể quan sát suy nghĩ, cảm xúc và cảm giác của mình với ý thức tách biệt và lòng trắc ẩn. Cho phép bạn vượt qua những niềm tin hạn chế và những khuôn mẫu tiêu cực có thể đang cản trở bạn. Khi bạn sống trong chánh niệm và hiện diện ở khoảnh khắc hiện tại, bạn tạo ra một không gian tĩnh lặng và trong sáng bên trong bản thân mình, cho phép bạn kết nối với bản chất của con người bạn và năng lượng vũ trụ bao quanh bạn. Trong trạng thái nhận thức nâng cao này, bạn có thể tiếp cận trí tuệ trực giác và khả năng sáng tạo bên trong mình cũng như hòa hợp với trí thông minh vô hạn của vũ trụ thực hành chánh niệm không chỉ làm tăng rung động của bạn mà còn nâng cao sức khỏe tổng thể tinh thần minh mẫn và cân bằng cảm xúc bằng cách trao dồi thực hành chánh niệm hàng ngày bạn có thể nuôi dưỡng cảm giác bình yên niềm vui và lòng biết ơn nội tâm lan tỏa ra thế giới và thu hút nhiều trải nghiệm và cơ hội tích cực hơn vào cuộc sống của bạn hãy nắm lấy sức mạnh của chánh niệm như một con đường nâng cao sự rung động của bạn và kết nối với năng lượng của vũ trụ bằng cách nêu mình vào thời điểm hiện tại và hòa hợp với các tần số tinh tế của vũ trụ bạn có thể nâng cao ý thức của mình mở rộng nhận thức và phù hợp với những khả năng vô hạn đang chờ đợi bạn ở thời điểm hiện tại điều thứ tư tham gia vào các hoạt động sáng tạo mang lại cho bạn niềm vui và sự thỏa mãn đó là một hành động rung động tần số cao rất mạnh mẽ, có thể mở khóa những bí mật của vũ trụ. Khi bạn thể hiện bản thân mình một cách sáng tạo thông qua nghệ thuật, âm nhạc, viết lách hoặc bất kỳ hình thức thể hiện sáng tạo nào khác, bạn đã chạm vào nguồn năng lượng sáng tạo vô tận chảy trong vũ trụ. Sự sáng tạo là một sức mạnh tiềm tàng cho phép bạn truyền tải năng lượng vũ trụ và thể hiện những năng khiếu cũng như tài năng độc đáo của bạn trên thế giới. Khi bạn tham gia vào các hoạt động theo đuổi sáng tạo, bạn gắn kết bản thân mình với bản chất sáng tạo của vũ trụ và trở thành người đồng sáng tạo ra thực tế của mình. Sự thể hiện sáng tạo là con đường dẫn đến sự tự khám phá, thể hiện bản thân và tự nhận thức. Thông qua hành động sáng tạo, bạn có thể tiếp cận các tầng sâu hơn của con người mình, giải phóng những suy nghĩ và cảm xúc sâu thẳm nhất của mình, đồng thời kết nối với nguồn cảm hứng phổ quát, thúc đẩy mọi nỗ lực sáng tạo. Khi bạn tham gia vào các hoạt động sáng tạo, bạn nâng cao độ trung đồng của mình và hòa hợp với tần số hài hòa của vũ trụ. Sự sáng tạo là ngôn ngữ vượt qua ngôn từ và truyền thẳng vào tâm hồn, khơi dậy niềm đam mê, niềm vui và mục đích trong cuộc sống của bạn bằng cách thể hiện bản thân một cách sáng tạo. Bạn chạm vào dòng cảm hứng thiên liêng và cho phép bản chất độc đáo của bạn tỏa sáng rực rỡ trên thế giới. Biểu hiện sáng tạo là một hình thức yêu thương và chăm sóc bản thân, nhằm nuôi dưỡng tinh thần, nâng cao tâm hồn và kết nối bạn với năng lượng vũ trụ. Hãy nắm lấy khả năng sáng tạo của bạn và cho phép bản thân thể hiện những món quà và tài năng độc đáo của mình trên thế giới bằng cách tham gia vào các hoạt động sáng tạo, mang lại cho bạn niềm vui và sự thỏa mãn. Bạn hòa hợp với sức mạnh sáng tạo của vũ trụ và mở khóa những bí mật trong tâm hồn mình hãy để sự sáng tạo của bạn trở thành ngọn hải đăng soi sáng con đường của bạn truyền cảm hứng tích cực cho người khác và biến đổi thế giới bằng vẻ đẹp tình yêu và khả năng vô hạn điều thứ năm chăm sóc bản thân và nuôi dưỡng sức khỏe đó là một hành động rung động tần số cao giúp bạn hòa hợp với năng lượng của vũ trụ khi bạn ưu tiên các hoạt động chăm sóc bản thân mình như là ăn uống lành mạnh tập thể dục nghỉ ngơi và thư giãn bạn đang thể hiện tình yêu và sự tôn trọng đối với cơ thể tâm trí và tinh thần của mình chăm sóc bản thân là một hình thức yêu thương bản thân rất mạnh mẽ nhằm tôn vinh sức khỏe thể chất cảm xúc và tinh thần của bạn bằng cách dành thời gian để nuôi dưỡng bản thân và ưu tiên sức khỏe của mình bạn đang gửi một thông điệp tới vũ trụ rằng bạn coi trọng bản thân mình và xứng đáng được đối xử tử tế và nhân ái khi bạn tham gia vào các hoạt động chăm sóc bản thân bạn không chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe của bản thân mình mà còn nâng cao rung động và hòa hợp bản thân với các tần số cao hơn của vũ trụ nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc cho phép bạn hoạt động từ một nơi trọn vẹn cân bằng và hài hòa từ đó thu hút nhiều năng lượng và trải nghiệm tích cực hơn vào cuộc sống của bạn yêu bản thân là nền tảng của sự rung động cao vì nó cho phép bạn nuôi dưỡng ý thức sâu sắc về giá trị sự chấp nhận và trao quyền cho bản thân mình khi bạn yêu thương và chăm sóc bản thân mình vô điều kiện bạn sẽ tạo ra một vòng phản hồi tích cực về tình yêu và sự phong phú lan tỏa ra thế giới và thu hút nhiều tình yêu và sự phong phú hơn quay trở lại với bạn ưu tiên chăm sóc bản thân không phải là ích kỷ đó là điều cần thiết cho sức khỏe và hạnh phúc tổng thể của bạn khi bạn chăm sóc bản thân mình bạn có khả năng xuất hiện trọn vẹn hơn trên thế giới phục vụ người khác một cách dồi dào và phát huy hết tiềm năng cao nhất của mình. Hãy ưu tiên việc chăm sóc bản thân mình trong cuộc sống và thực hành các hành động yêu thương và nuôi dưỡng bản thân một cách thường xuyên. Bằng cách tôn vinh cơ thể, tâm trí và tinh thần của bạn, bằng sự quan tâm và chăm sóc yêu thương, bạn gắn kết bản thân mình với năng lượng của vũ trụ, và nâng cao rung động của mình lên tầm cao mới của tình yêu, niềm vui và sức sống. Hãy nhớ rằng, bạn xứng đáng được yêu thương, chăm sóc và hạnh phúc và bằng cách chăm sóc bản thân mình, bạn đang tuôn vinh bản chất thiên liêng bên trong mình và tỏa sáng rực rỡ trên thế giới. Bằng cách kết hợp những hành động trung động tần số cao của Khanh vừa chia sẻ vào cuộc sống hàng ngày, bạn có thể nâng cao năng lượng, mở rộng ý thức và mở khóa những bí mật của vũ trụ. Hãy nhớ rằng, bạn là người sáng tạo đầy quyền năng, có khả năng định hình hiện thực và thể hiện ước mơ của bạn. Hãy đón nhận những hành động này với chủ ý và sự cởi mở đồng thời quan sát khi vũ trụ đáp lại bằng tình yêu sự phong phú và những khả năng vô hạn thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại